Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Zeropay Financy. Mình nhận 5 tập cần Zeropay nè bạn. Thì để tham gia dự án này các bạn cần click vào link mô tả dưới video mà tôi đang tắt chatbot nè bạn. Rồi các bạn click vào trang nè bạn. 46. Ơi sorry các bạn. 3 33 âm 33 các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn xin lên group nè. Rồi bạn bắt đắp thức tiếp được. Lúc nè, xin tiếp kênh trailer nữa các bạn. Rồi bạn bắt đắp lên nè. Tiếp tục follow và review nè. Trên Twitter thì các bạn theo dõi nha bạn. Rồi bạn bắt đắp lên nè. Sorry các bạn, mình chưa review các bạn. Rồi các bạn like nè. Các bạn tweet lên nè. Rồi tiếp tục follow Twitter nữa nè. Rồi bạn bắt đắp lên nè. Tiếp tục follow Instagram nè. Trên Instagram thì bạn theo dõi người ta các bạn. Sau đó bạn bắt đắp lên. Tiếp tục follow minimum. Rồi bạn bắt đắp lên người ta các bạn. Tiếp tục bạn subscribe kênh YouTube like nè. Rồi bạn đã đăng ký rồi các bạn. Bắt đắp lên nè. Tiếp tục follow và retweet cái nên. Rồi mình đã review rồi các bạn bắt đắp lên rồi. Tiếp tục cho anh tiếp kênh Telegram nè. Rồi mình bấm submit vào đi tên. Rồi dòng đầu tiên mình đi sĩ email quăng vào các bạn. Rồi tiếp tục mình đi username Twitter mình nha các bạn. Rồi nó có follow Twitter bấm Z nha bạn. Đây coi có giờ đây follow chưa bạn. Rồi đã follow rồi. Submit. Rồi tiếp tục bạn submit đường link Instagram nha bạn. Thì các bạn mở Instagram mình ra nè. Trên Instagram thì bạn nhập vào avatar của mình nha các bạn. Rồi bạn nhập vào ba cánh cùng nè. Rồi bạn sao chép liên kết nè. Rồi cho bot nè. Submit. Rồi tiếp tục bạn submit đường link minimum các bạn. Thì bạn nhấp vào minimum nè. Trên minimum thì bạn nhấp cho ba ảnh đen đen này các bạn. Rồi bạn nhấp ảnh avatar mình nè. Rồi nhấp vào ảnh avatar mình cái nữa nè các bạn. Rồi bạn nhấp cho ba cái ảnh khung nữa các bạn. Rồi bạn sao chép liên kết nữa các bạn. Rồi gọi là cho bot nè. Rồi hỏi có son này đáp không bấm son nha bạn. Tiếp tục các bạn submit đường link profile Twitter của mình nha bạn. Sorry các bạn, mình submit đường link YouTube mình nha bạn. Các bạn mở YouTube mình ra nhấp vào kênh của bạn nè. Nhấp vào ba cạnh cùng nè, nhấp vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sao chép liên kết gửi lại cho bot nha các bạn. Mình nói lộn. Rồi tiếp tục các bạn share cái video đó và chia sẻ lên Twitter nữa. Rồi các bạn bấm vào video nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào đây nè các bạn. Rồi các bạn like nha các bạn. Rồi các bạn chia sẻ nè. Các bạn bấm tweet nè các bạn. Rồi các bạn đăng test nha các bạn. Rồi sau đó các bạn mở Twitter của tất cả các bạn ra nè. Các bạn nhấp avatar, nhấp vào mục hồ sơ nữa các bạn. Rồi các bạn chia sẻ cái bài các bạn đã chia sẻ nè. Rồi sao chép liên kết gửi lại cho bot nè. Rồi bấm Z nha bạn. Rồi bấm Z nha bạn.
Rồi sau đó các bạn gửi địa chỉ bên bi sao mát trên bet 20 trên YouTube chocolate của mình nha các bạn. Rồi các bạn gửi lại cho bot nè. Rồi các bạn bấm vào xin kiếp âm lách. Rồi mong 3 lên xe đi chết xuất khẩu mình kiếm được nha các bạn. Ok mà đã nhận được 5 token Sigo Bay nè. Các bạn gì click ghép mình chia sẻ cho bè những người thân để kiếm thêm token nha các bạn. Nhiều video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.